Đồ hình vỏ não á, chú cái rảnh này á, đây là khớp vai. Cái khớp vai thì từ chỗ đây là khớp vai gì thì đi xuống chỗ này đó thì nó sẽ có một cái khớp vai thứ hai. Tại vì cái tiết đoạn nó đi từ cái điểm này cho tới này nó sẽ gặp một điểm gãy. Cho nên nếu nói tính ở đây là khớp vai thì chỗ này nó sẽ là cùi chỏ. Do vậy cho nên cùi chỏ nó cũng đồng với khớp vai. Cho nên đôi khi có những người bị khớp vai ha, ta trị các bài khác không hết mà ta ấn hai thái dương nhẹ hết à. Có nhiều người á, nhức đầu ở hai thái dương gì chà hoài không hết, vô tình nó nhức hai khớp vai này, chà hai khớp vai này nè, chà cao gió nó hết nhức đầu đó. Nó có một cái sự tương quan qua lại mà tại vì mình không biết cho nên mình lấy chứng làm bệnh, hoặc mình không biết chứng mình cho đó là bệnh đó, cho nên vô tình uống mình cuối cùng mình nói một câu không biết à, nó trúng cái gì nó hết mình không biết đó, mình chà hai cái màng tang này đó. Đó, dài nhau vậy. Đó. À. Đau quá. À, thì đó, nó đau vậy đó. Nó đau là mới gọi trúng quyệt, chứ mình không có làm mạnh. Mà nó đau vậy đó. À. Rồi nó đau vậy, khi mà nó điểm ra quá vậy, chứ mình bôi dầu vô. Nó sẽ không. Em bị tại em đau đúng rồi nè. Em bây giờ ấn ấn không thấy đau nữa. Vậy nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ nổi không? Ừ. Rồi, rồi. Rồi. Còn tay không đây đây à, đẩy đẩy vô trong xuôi 45 độ, xuôi 45 độ đây, xuôi 45 độ thế à, đó, đau lạ thường lắm. Nó cái sinh quyền nó trúng nó lạ lắm nha. Tôi đã thử làm một cái thực tập cho học viên, có những người ta này học bói dịch á, để gieo quẻ biết được rằng là cái quyệt đó vào cái giờ đó lấy cái quyệt nào. Thì cái gì này có chưa? Hồ sơ chưa đưa hả? Lấy cái hồ sơ quý vị nhớ nhắc hiệu là xin anh em trong ban tổ chức thăng bằng mời quý vị đến à, tập bằng chữa bệnh đó. Nhớ chỉ dùng cho form. Nó ngồi vậy nè, chứ nó không nhắc nhở dùng cái gì nào chưa có form thì làm đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con nằm ngủ á thầy, nó giống như vậy. Đó, nó gọi là rối loạn tiền đình á. Cái này nó gọi là rối loạn tiền đình, tức là nó không thăng bằng ở trong não. Mà nó không thăng bằng ở trong não, cái này khó trị chứ không dễ dẫn dẫn chơi rồi nha. Bây giờ mình làm, bây giờ triệu chứng bây giờ cái gì? Bây giờ sửa chữa triệu chứng trước đi. Dạ, cho con cái đó trước đi. Rồi. Tại vì con bị cái này cũng 2 năm mấy nay rồi đó. À. Nhưng mà hiện bây giờ đó là nó nhức bên nào nhiều nhất? Nó không nhức nhưng mà con thấy cái tay bên này nó cứ làm những đúng rồi, cái tay nó mới chính là vấn đề. Bụp. Đúng rồi. Cứ thấy vậy đó. Mà có nhiều lúc nó làm con sợ lắm. Đúng rồi. Tại thấy là nó giống như là cái nhà nó không có quay nhưng mà cái trong cái đầu con nó quay đúng. Vậy con đi thì nó đỡ mà con ngồi về là nó bị rất là nặng. Đúng rồi, ngồi xây lưng này tôi chỉ cho. Thành ra thấy cái ở trong cái xương chủm á, xương chủm cho lỗ tai mình, trong lỗ tai mình á, nó có cái một cái thần kinh lỗ tai, nó có cái lạ là khi nó bị cái triệu chứng này đó ha, là nó làm cho mất cái thăng bằng thần kinh chứ không phải thấy đơn giản này. Dạ. Tôi chỉ cho quý vị khám này nha. Cái này sao con nó gặp Tina đó, Tina hai chị em gặp nhau rồi biết. Cái này cũng hên xui nha, rồi thẳng rồi tôi khám thử. Rồi con nghĩ. Rồi, cô bỏ thẳng tay đi. Tên Nancy. Nancy. Tên là cái cô hồi nãy mà cổ đồng con giáo đó nha. Cô bị Maren 7 năm thấy không? Mà cô tin lắm. Hai vợ chồng tin lắm, vô trong kia có một chúa tin chỗ nào cũng đau hết trơn. Rồi ra đức tin của mình nó tăng cường cái khả năng đề kháng, cũng như là có thể chữa bệnh hoa dưới thuốc mà đủ là 30%. Mấy em cho trẻ học nó biết. Thẳng này, thẳng này. Mình tin tưởng là ông thầy sẽ chữa hết, mình tin tưởng viên thuốc này đủ chữa hết. Cái đó là cái đức tin của khả năng đề kháng, đồng thời mình có đức tin của chúa. Quý vị lên coi nè, lên coi nè. Cùng một cục sống, cùng một cục sống, một bên thịt nha. Và bên đây nè. Chúng ta coi vô đứng đằng sau lưng này. Ha. À, để cho quý vị làm sao vẫn thấy được. Nha. Quý vị coi bên đây nè. Đó, đau nè. Đó, là quẹo bên liền ha. Dạ, quá đau. Đó. Rồi. Rồi giờ tôi cho con ngồi, cô thở, con ngồi rồi cô lắng nghe lại cái chỗ mà con nói cô ngồi cô thường khó chịu đó. Giờ tôi ấn cái chỗ đó, giờ con thấy sao? Sao có đau gì vậy? Nó đang lắc vậy nè thầy. Đó, nó bị cái xương trong lỗ tai á, cái thần kinh trong lỗ tai bị, nó gọi là rối loạn tiền đình. Rối
nó bị cái đó thành ra cái thần kinh nó giữ thăng bằng không được, cho nên nó bị cái nghiễn 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 bên những nghiễn bên kia, mà nó rất dễ bị chóng mặt lắm. Nó bị hoài à, có những cái lúc nó làm con sợ, nó không lái xe, nó không dám lái nữa. Rồi, rồi, rồi nó xong, qua cái này, mềm nha. Đào ăn. Rồi thử bên này. Không ha. Cũng đau nhưng mà không đau nhiều. Quán này đau nhiều nè. Đúng chưa? Đau nhiều hơn ha. Rồi. Bây giờ bắt đầu tôi xoa cái việc này đó. Rồi, nghe thử coi. Nó cái gì nó xuống không? Dạ, dịu xuống không? Có dịu dịu một chút đó. Dạ. Dạ. Con Ngọc quay lại đây. Con Ngọc quay lại đây tôi chỉ cho người ta về con lại. Khi mà nó hãy nó trúng việc là nó báo cái kết quả mà cho mình nghe, mình thấy kết quả trước mắt mà nhiều ít là ít đó việc mình. Như vậy là bên này là chắc chắn bên này trúng rồi. Đó, cái điểm giật đó, đó là vấn đề. Nó giống như của cô kia mà cô kia cũng ngón giữa cô thì bị ngón cái. Thầy làm mồ hôi luôn đó. Đó, thầy á. Chỉ làm 2 lần 3 lần giật giải vậy thôi. Đêm con ngủ thầy biết không, nó giống như con nằm trên nước vậy nè thầy. Đúng rồi. Nó nhấp nhô mà đến lúc mà con đứng con nấu con nốt ăn, con về đấy con về là con chim cá con ăn đó. Làm thì nó đỡ mà mình không làm cái gì là nó quay mòng ở trong cái đầu con chứ không phải ở ngoài cái nhà nó vẫn đứng im. Đúng rồi. Mà có đêm á tự nhiên con ngủ con nằm nghiêng bên này con nghiêng qua bên kia một cái thì con thấy cái gì mà nó xoáy trong cái óc con cái vậy nè. Con sợ vô cùng cái thần kinh của con nắm cái giường thịt nó chặt chứ thôi con sợ con làm sao đó. Con nắm vậy đó mà con nhắm mắt lại vậy đó. Bây giờ như vậy là cô vừa con xoa ra cái viên thuốc đó. Nó nắng tới này nè. Thì làm cho con thêm lần nữa cho nó bớt đi không thầy? Đây nè. Ha. Dạ. Ha, phải nó qua cơn rồi nó không giật nữa. Ha, mà nó còn cơn á là nó giật, tức là cái não mình nó đáp ứng thuốc theo tự nhiên. Tức là bởi vì cho nên mấy tiếng hồi sau mình mới thăm dìm. Dạ. Khi nó qua cái cơn rồi nè, có thấy không? Tôi so mạnh hơn nó cũng không giật nữa. Ồ. Đó, thấy chưa? Làm ở đâu? Đó. Nó đau lắm, 3-4 tiếng hồi sau cô thăm chừng lại, giống như cái tôi dặn cô Hạnh hồi nãy đó. Dạ. Đó, cứ 3-4 tiếng hồi cô thăm chừng, lấy cái mắt này nè. Ờ. À. Là ngay dưới đây thầy. Nó 3 điểm, 1 2 3. 1 2 3. Rồi, tức là hai cảnh nắm cái dưới đây trước. Hai cảnh. Rồi, bây giờ mình thí dụ mình nắm bên này nè, lấy này làm tỳ, mình nó thử này hoặc mình đổi bên này. Dạ. Đó, mình coi cảnh nào đau. Thí dụ nó đau bên này thì mình lấy bên này. Nó đau nào mình lấy bên đó à. Nó đau giữa mình lấy giữa. Giữa hết đau rồi. Bây giờ mình đau bên này phải không? Dạ. Đau này mình lấy bên này. Cho tới khi nào nó hết đau cái mình buông ra. Wow, đau dễ sợ. Đau lắm. Mà nó đau như vậy nó mới gọi là sensitive mới đúng. Đó. Rồi khi nó đau vậy xong rồi con ngồi con lắng nghe con tháng rồi con sẽ thấy nó lạ. À, nó vớt ở trong não mình lúc nào cũng hay. Nhưng mấy cái đó cần thay dầu không thầy? Không cần. Không cần. Không cần. Tùy theo chỗ mới thay dầu. Tùy theo chỗ. Không cần mình xoa không cần xoa dầu gì không cần như thế đó con làm hai luôn hai ngón này luôn luôn á mình làm hai ngón á để mình compare. Yeah. Nhưng mà ngày hôm nay đó ta nói bây giờ đang xài Facebook thì vô Facebook, đang xài Google thì vô Google, đang vô YouTube lấy một cái thôi chứ không thể xài hai cái một lúc được. Windows là xài Windows đó thôi, bây giờ hai ngón tay hai ngón cái giống nhau nè nhưng mà ngón bên đây là không phản ứng nè. Ha, mà ngón bên đây nè có phản ứng hồi nãy nè, về chỗ này hết nè, vô giữa nè ha, hết nè, nhưng mà bên cạnh này còn đau nè.
Đau mạnh ạ. Thấy không? Dạ. Thì mình lấy cái điểm đau mạnh đó là nó đáp ứng vào cái thời điểm này. Lý do tại sao? Lý do bữa trước giải thích á, ngón tay cái á, đầu nào cũng là đầu, mà chỗ cái này á, là cái họng nè. Thì đối diện với cái họng á, là cái gáy. Mà đối với cái gáy á, chỗ nào á, thì chỗ cái tai chỗ đó. Cái gáy có hai lỗ tai. Cho nên người xưa mới đặt ba huyệt thiếu thương, trung thương, lão thương trị được ù tai mà không giải thích lý do tại sao, trong khi nó nằm ở kinh phế. Thì cái này trong 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 trường hợp này á, là bị trong cái thần kinh lo tai á, nó bị, nó có một cái búa ở trong đó, nó nhịp cái độ rung trong cái tấm để cho làm cái vibration để cho ta nghe cái âm thanh á, nó bị rối loạn. Cho nên cái đó người ta trong y khoa ta gọi là chứng rối loạn tiền đình, tức là nó không thăng bằng, tự nó làm cho mình không thăng bằng. Cho nên mình giải quyết cái này hết là cái lỗ tai hết đó, vậy thôi. Hai cái thôi. Còn cái đằng sau, sau thầy làm con nó đau quá, nó đau là nó triệu chứng, nó làm cho mệt tim. Khi mình đau quá thì mình hoảng sợ, thì nó tích tụ trên những cái điểm đó. Mà sao con thấy có lúc mà sao giống như cái gì mà nó làm con hụt hơi vậy? Đó, đó. Thì cái trạng thái như vậy, khi mệt tim nó hay như hụt hơi vậy. Thì cô nhìn cái người lên cơn xuyển cô biết à. Tức là xuyển là chỉ có thở ra chứ không hít vô được. Vì họ cảm giác như một cái quả đá, như một ngọn núi đè lên ngực họ. Họ muốn dỡ ra mà dỡ ra không được, mà sức không có, họ cứ mà họ hít vô không được. Là như vậy chứ không có gì hết. Mà cái thứ hai đó con mất ngủ. Ừ, thì không thành vấn đề. Ba cái anh này là nó nhập một thể. Mà một cái ngón này nếu mà đúng á, nó cứu cô giống như cô, tôi cứu chỉ cho cô Hạnh ấy. Cô gì cô xoa vậy mà nó quớt. Thầy, cái bệnh này gọi là cái bệnh gì hay? Rối loạn tiền đình. Ở trong lỗ tai nó có một cái đe búa để nó nhịp cái trống ở trong để cho nó tạo cái độ rung khi âm thanh đập vô để nó nghe. Thì một trong những cái lâm con gì trong đó không biết, nó bị bẩn, bị dơ gì không biết, nó nhạy quá, nó kích lên não. Đó, Tây Y họ gọi là có một loại virus cúm đặc biệt chìm sâu trong đó để nó đục cái lỗ tai mình. Có người là muốn điên luôn mà, nhức đầu không chịu nổi, mà cuối cùng giải phẫu cũng không hết. Con thì chưa đến nỗi nhức đầu. Phía trong đó là media đó, nó ra là đầu khu cái lỗ quá. Thì đó, mình không biết tại sao nó lại đêm ngủ nó cứ chập chờn nó không có ngủ ngon. Thì bây giờ mình làm như vậy đó, lần lần có thể nó coi nó ổn hay không. Yeah. Ừ.